Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái nội dung video này. Trong cái nội dung video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái thay đổi cái cái nền của cái phong xanh khi các bạn à, sử dụng trên cái công cụ phần mềm Cyberlink PowerDirector. Thì đối với trường hợp mà các bạn à, thay đổi nền phong xanh ấy, được chưa? Thay đổi nền phong xanh trên phần mềm Cyberlink PowerDirector thì 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 uh, áp dụng cũng khá đơn giản đối với video và hình ảnh. Điều đầu tiên khi các bạn thay đổi ấy, thì các bạn chắc chắn là các bạn cái nền ở đằng sau ấy, các bạn phải một màu nhất định nào đó. Tất nhiên là những cái màu khác ấy, thì nhiều màu thì nó vẫn xử lý được nhưng mà nó sẽ xử lý chậm hơn, được chưa? Đấy. Tất nhiên là các bạn có được cái nền phông xanh thì càng quá tốt, phải không? Được chưa? Đấy. Ví dụ như ở đây mình có một cái nền phông xanh ở đây chẳng hạn. Đấy, đây là nền phông xanh, ví dụ như các bạn đang quay video của một cái diễn thuyết cái gì đấy, sau đó nền đằng sau của các bạn đó chính là cái phông xanh, được chưa? Đấy. Thì các bạn có thể tách được dễ rất là dễ dàng. Các bạn có thể tách theo cái kiểu nào cũng được. Ví dụ như ở đây mình có một cái video mà mình cần chèn phông xanh vào ấy, ví dụ như ở đây chẳng hạn. Mình sẽ cho cái video phông xanh đây là cái video phong xanh, ví dụ như video này quay phong xanh chẳng Đó, các thấy chưa? Đấy. Từ từ để mình Rồi. Đấy ví dụ như video ở đây là video phông xanh phải ạ? đấy nó vậy video phông xanh này khi mà mình chèn vào đây ấy thì nó sẽ chèn cả cái background đằng sau kia phông xanh giải quyết được ở đây đó chính là nó sẽ xóa được cái nền phông xanh này chỉ cho lấy cái hình ảnh này nó giống như là các bạn cái file ảnh của các bạn sẽ giống như cái file ảnh png ấy thì nó sẽ lứa giữ lại những cái 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 cái, cái cái thông tin của cái, cái 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 sản phẩm đó, của cái hình ảnh đó, của cái nội dung um, ở trong cái ảnh đó. Mà những cái nền ấy thì nó sẽ khóa, xóa đi. Đó, phông xanh nó cũng kiểu kiểu nã nã như vậy. Thì các bạn xóa đi thì nó sẽ chỉ còn hình ảnh, video chuyển động thôi. Chứ cái nền đằng sau này nó sẽ không có và nó sẽ dán trên một cái nền background hoàn toàn mới. Vì như nền background ở đằng sau này chẳng hạn. Thì nó sẽ là một nền background đây. Bạn ạ, đó thì nó sẽ xóa đi và nó vẫn giữ hình được chưa? đó, chứ nó không xanh lè như này. thì để sử dụng ấy thì chúng ta sẽ chỉ việc vào trong nháy chuột phải, các bạn vào trong phần Pip uh, design designer này, đấy hoặc là các bạn nháy chuột phải vào tool, được chưa? nhưng mà các bạn phải kích vào về cái background đấy, được để cái background trên này nó không, nó không gọi là nó không di chuyển hoặc là chuyển động gì xóa nhầm ấy thì các bạn nhấn vào cái dấu này để khóa cái layer background trên này được chưa chào các bạn mình đang chia sẻ với các bạn trên phần mềm cyberlink power Data. đây là công cụ khá là cơ bản để chúng ta có thể edit và chỉnh sửa một cái đoạn video được chưa một cách là đơn giản nhất các bạn có thể chỉnh sửa edit video sản phẩm video upload trên những cái nền tảng mạng xã hội ví dụ như Facebook, YouTube, TikTok được chưa? Đó và những cái nền tảng Instagram mà các bạn có thể đăng đăng tải. Đây trong cái thông tin ở đây ấy, thì các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có một nền ví dụ như đấy mình đang chọn cái layer ở giữa này thì mình sẽ nháy vào đây và mình sẽ chọn pip designer đấy pip designer sau đó thì các bạn sẽ thấy ở đây thì chúng ta sẽ thấy ra một cái công cụ như vậy. Thì các bạn sẽ chú ý ở phần chôm, đấy, chôm haki này. Đấy. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây là nó sẽ có như vậy thì chúng ta sẽ nháy vào trong cái cái màu xanh thì ở à đây là màu xanh này. Được chưa? Đó, màu xanh. Sau đó đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ nháy vào nháy vào đâu các bạn? Đấy, nháy vào cái bút này này, sau đó các bạn nháy vào màu xanh được chưa? Dạ. Sau đó các bạn kích vào đây thì lập tức là nó sẽ xóa được cái phông xanh được chưa? Dạ. Sau đó các bạn nhấn ok. Khi mà nhấn ok ấy, thì các bạn sẽ vật thể chuyển động thì cái con vật nó chuyển động như này. Đây cũng có nghĩa là ví dụ như các bạn đang có một cái các bạn đang diễn thuyết diễn thuyết một cái cái bài tham luận gì đấy được chưa? Dạ mà các bạn muốn cái trích dẫn cái video background ở đằng sau của chúng ta vừa nói chuyện vừa có video background chạy đằng sau ấy thì các bạn cũng làm tương tự được chưa đó các bạn chỉ cần đứng sau phông xanh thôi được chưa đấy điều đấy nó khá là thú vị đó đây các bạn thấy chưa ví dụ như ở đây mình muốn to ra mình sẽ kéo để cho nó to ra đấy mình sẽ để cho nó to ra đó đây thấy chưa đấy ví dụ như ở đây là con Con đây ví dụ như là con này con là, người là có con, con gì các bạn chim gánh cụt phải không ạ đấy chim cánh cụt nó sẽ nhảy như vậy được chưa đó Thì cái phong xanh như này có thể là do tách không được chuẩn hoặc là do cái 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 vật thể đấy được chưa nó nhưng mà cơ bản cái phần mềm này nó tách như vậy được chưa đấy các bạn có thể tách chuyên sâu bằng phần mềm Adobe Premiere được chưa đấy hoặc là phần mềm Adobe After Effects. Đây là theo cái khổ, đó chính là khổ ngang các bạn nhé. Đấy. Ví dụ như ở đây các bạn muốn tách ảnh, chẳng hạn ví dụ như mình sẽ tìm kiếm ở đây một cái ảnh. Mình Sẽ tìm kiếm một cái ảnh nào đó để tách với các bạn ở trên nền này. Ở đây ví dụ như trên này mình có một cái ảnh nền ví dụ như ở đây mình có một cái ảnh nền xanh, mình sẽ lưu về. mình, mình tìm kiếm ở trên mạng, tìm kiếm một ảnh trên mạng mình sẽ lấy ảnh nào đấy. đây ví dụ như ở đây chẳng hạn, mình, mình tìm một cái ảnh, ảnh này cũng là ảnh nền xanh. nếu mà mình tách cái ảnh này luôn ở trên này, thì cũng rất đơn giản, được chưa? đó. Ví dụ như ở đây chẳng hạn mình sẽ cũng nhấn vào cho cái phần mềm đấy nhưng mà phải nhấn vào cái layer layer của cái ảnh này các bạn hiểu chưa? Đấy, layer của cái, chắc của chắc đó mà của cái layer đấy. Sau đó các bạn cũng nhấn vào designer. Đấy. Đấy, sau đó mình sẽ chọn nền xanh này. Sau đó kích vào đây. Lập tức là nền xanh, phong xanh nó bị bị mất. Đấy, thấy ạ. Đó, lập tức chỉ có hình cô gái này thôi được chưa? khi mà chạy qua thì thì nó sẽ có như vậy. đấy, đây là cái cơ bản tách của cái tách nền phong xanh. các bạn xem đằng sau chưa? cái cái hình ảnh này ấy là nó là một hình ảnh nó không phải video nếu mà video thì nó cái video này nó vẫn nói chuyện bình thường các bạn nhé. đấy, nó vẫn nói chuyện bình thường và cái hình nó vẫn chạy nhưng mà thay vào đó là đó là cái hình ảnh thì nó sẽ là như vậy được chưa? đấy đây là cái một cái cơ bản dạng video để chia sẻ với các bạn là cái tách tách nền phong xanh trên cái phần mềm CyberLink Photo để các bạn tham khảo được chưa đấy còn bạn nào mà muốn học thêm và chuyên sâu về những cái phần mềm uh, cao hơn nữa trong phần Adobe After Effects ấy, thì các bạn có thể tham khảo cái đường link ở dưới phần description video của nhé ở đây là nền ví dụ như các bạn cái phần mềm cũng như là các thứ ấy thì nó rất là hữu ích đối với các bạn làm về những cái cái, 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 cái những cái nhà sáng tạo được chưa đấy những cái bạn là sáng tạo nội dung các thứ ấy, thì những cái phần mềm này nó khá là thú vị vì như các bạn làm về những cái tiktok instagram này theo những cái chiều dọc ấy, thì các bạn nhớ là theo cái tỷ lệ 11 hoặc là tỷ lệ 96 các bạn nhé đấy thì nó sẽ theo một cái chiều dọc thì các bạn nhớ căn chỉnh cái 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 cái, cái video cũng như là cái quay cái video của các bạn theo địa chiều dọc hay là chiều ngang để căn chuẩn cái 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 đăng tải trên những cái vị như là trên Facebook này hoặc là tỷ lệ 43 hoặc là tỷ lệ 11 này hoặc là Instagram là tỷ lệ 96 này được chưa đấy Tỷ 9 96 hoặc là uh, TikTok thì 96 này, cái YouTube Shorts nữa YouTube Shorts hiện tại hiện tại đang thịnh hành nhá thì cũng theo cái kiểu là chiều ngang dọc là 96 đấy được chưa? hay là 921 gì đấy. Đấy. Thì các bạn có thể tham khảo theo cái cái cách mà các bạn quay và cái cách mà các bạn uh, tạo được chưa? Đấy, đây là một cái trong cái video chia sẻ với các bạn là cách uh, tạo cái tách uh, cái phông xanh khi các bạn đã có một cái hình phông xanh rồi các bạn mà tách thì nó cũng khá là đơn giản, được chưa uh, Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem cái nội dung video này và hẹn gặp lại các bạn ở những cái nội dung video lần sau chúc các bạn thành công và bye bye các bạn